cái chương trình 25 năm sinh nhật của TCL. 25 năm đồng hành cùng Việt Nam và có ra mắt các cái dòng sản phẩm TV bán tại thị trường Việt Nam ấy. Thì trong clip trước em có cập nhật cái chương trình voucher 300 và 500 cho hai cái mẫu TV 55 và 65 inch phiên bản QLED C655 của 2024. Và đợt này đến ngày hôm nay thì lại tiếp tục đồng hành cùng TCL để có chương trình trợ giá thêm khoảng 6 mẫu TV nữa phục vụ các bác. Clip này thì em sẽ cập nhật này, những dòng mới nhất của 2024, những mã hàng sử dụng công nghệ bóng đèn LED siêu nhỏ như C845 sẽ có chương trình sập giá rất là sâu. Chào mừng các bác quay trở lại với cả Mi Anh Channel. Từ ngày 15 tháng 8 cho tới ngày 30 tháng 9 nhé, chương trình sinh nhật 25 năm của TCL. 25 năm TCL có mặt tại thị trường Việt Nam ấy, thì sẽ có hai cái mã hàng mà thời gian rồi em quay là con C655 55 inch và 65 inch. Khi mà các bác mua trong cái thời điểm này thì các bác sẽ được tặng thêm voucher 300.000 và 500.000. Đây là những cái voucher vô cùng giá trị, giá giảm rất là sâu rồi. Nhưng mà khi mà có thêm voucher nữa thì đây là cái chương trình tặng quà cho khách hàng khi mà mua của TCL tại thời điểm này. Hai cái mẫu 55 và 65 inch này, phiên bản C655 chính là cái mã thay thế cho con C645 của 2023. Và bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày 23 tháng 8 thì có thêm một chương trình mà TCL đồng hành cùng Ecomart có cái trợ giá cho 6 mẫu TV phục vụ các bác, bao gồm 3 mẫu của 2023 và 3 mẫu của năm 2024. Cái mã hàng đầu tiên chính là cái mã QLED 4K có hỗ trợ tần số quét 120Hz con 65C645. Con này thì bình thường đang bán với giá xấp xỉ ở gần 11 triệu và hiện tại với chương trình này thì giảm về còn 10 triệu, nhỉnh 10 triệu 6, 10 triệu 7 các bác nhé. Đấy, giảm khoảng 300, xấp xỉ gần 300.000 cho cái đợt sinh nhật của TCL này. Nói về C645 thì là một trong những mã hàng 65 inch bán nhiều nhất của TCL trong năm vừa rồi. Hiệu suất năng lượng 5 sao. Và đây là một trong những mã hàng sở hữu cái thiết kế khung viền kim loại và bề mặt phía trước gần như là tràn viền ba cạnh. Các bác hình dung là TV có khung viền kim loại, tránh cấn móp và chạm cũng như là cái đảm bảo cho các bác dùng theo thời gian, theo năm tháng ấy, thì TV nó sẽ chắc chắn hơn so với cái dòng viền khung nhựa. C645 bán với giá nhỉnh 10 triệu 6, 10 triệu 7 ấy, thì con này có màn QLED chấm điện tử rồi, hiển thị 1 tỷ sắc màu, độ sáng 450 lít. Và đối với một chiếc TV chạy hiệu ảnh Android có tìm kiếm giọng nói được trợ giá trong đợt này kết hợp của TCL và Ecomart ấy, thì đây vẫn là một trong những chiếc TV có giá tốt nhất trong phân khúc TV màn chấm điện tử và tần số quét 120. Đấy, cái trải nghiệm mà các bác muốn tìm kiếm các nội dung giải trí, như các bác muốn sở hữu sử dụng một chiếc TV có tìm kiếm chuẩn tiếng Việt, ra lệnh cho TV, TV hiểu được câu lệnh này, ra lệnh bật các kênh truyền hình này, ra lệnh tìm kiếm video, tìm kiếm các bài hát hay tìm kiếm các cái tên ca sĩ chính xác này, hay mọi người muốn tải thêm các ứng dụng từ bên ngoài, muốn một chiếc TV có bộ nhớ tới 32GB thì chắc chắn phải là 65C645. Với độ sáng 450 lít thì con này có cái độ hiển thị khá là ổn áp, hệ điều hành Android, Google TV, bố trí tập trung các ứng dụng tại màn hình trang chủ trực quan, người dùng dễ dàng để có thể trải nghiệm và sử dụng. Hãy lựa chọn ứng dụng đơn giản, truy cập các kho ứng dụng dễ dàng, và bộ nhớ 32GB sẽ giúp cho TV nó chạy mượt hơn, trơn tru hơn so với các mẫu khác. Các bác nhớ nhé, chỉ chạy trong khoảng thời gian ngắn với số lượng có hạn thôi. Và cái chương trình này, chương trình áp dụng song song với chương trình voucher dành riêng cho hai cái mã hàng C655. Mẫu 55 và 65 thì hai mẫu đó thì các bác mua xong sẽ được hoàn thêm voucher 300 và 500. Còn những mẫu này là bên em sẽ chương trình có hỗ trợ của TCL là giảm giá trực tiếp luôn. Sau 65C645 thì sẽ là 75C845. Con 65C845 thì em sẽ đề cập trong phần sau. Nhưng đối với mẫu này thì sẽ bán với giá dưới 23 triệu phục vụ các bác. 75C645 thì đang bán với giá khoảng 236 nhé. Và hiện tại với chương trình trợ giá này thì sẽ giảm xuống còn dưới 23 triệu cho chương trình lần này. Con C845 này thì là một trong những siêu phẩm xếp top ở trên thị trường với tất cả các phân khúc TV đang bán tại thời điểm này.
độ sáng đạt đến 2000 lít, bộ nhớ 32GB, có hỗ trợ độ phân giải cao, kết hợp với cả công nghệ âm thanh đình đám, có cả loa súp lớn đặt ở phía sau lưng của TV. C845 với công nghệ loa Onkyo ở phía sau lưng, vô cùng xịn sò luôn. Các bạn không cần kèm theo loa sau 3 như ở bên cạnh này. Các bạn chỉ cần trải nghiệm và nghe loa TV thôi. Vô cùng uy lực cái chất âm của loa bass ở phía sau lưng, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Con này thì có độ sáng cao nên là các bác đặt tại những không gian sang trọng với hệ thống đèn chiếu sáng hay ô cửa lớn ấy, thì không lo ảnh hưởng, không lo bị phân tán, và cái màu đen cũng như độ tương phản trên C845 thì nó gần như là top 1 trên thị trường hiện tại rồi. Khung viền kim loại, chân đế kim loại nguyên khối ấy, đặt tại vị trí chính giữa, có hỗ trợ tần số quét 144Hz thực, có thể sử dụng TV để trải nghiệm những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh. Các bác chơi game, các bác kết hợp những bộ máy chơi game của PS thì con này nó có thể làm màn gaming được luôn luôn. C845 thì đang bán với dưới 23 triệu bắt đầu từ ngày hôm nay. Và đối với cái mã hàng 75C845 này ấy, thì có thêm cái dịch vụ bảo hành VIP, một đổi một trong 6 tháng nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Hệ điều hành thì cũng không có khác biệt quá nhiều so với cả con C645, nhưng độ sáng sẽ cao gấp 5 lần. Đấy, con C645 mà em vừa quay nhé, 400 lít, nhưng con này sẽ là 2000 lít. Google TV giao diện trực quan, chương trình đầy đủ, nó có thể tải thêm được các ứng dụng từ nhà phát triển ứng dụng thứ ba, có thể trình chiếu nội dung từ điện thoại, từ laptop, từ máy tính để bàn lên, không cần phải cắm dây. Thì phiên bản 75 inch này là cái thời điểm chạm giá đáy trong suốt thời gian vừa rồi. Khung viền kim loại sang trọng, tràn viền ba cạnh. Con 65 inch thì sẽ bán về giá còn xấp xỉ khoảng tầm 18 triệu 2, 18 triệu 3 nhé. Đấy, chương trình này sẽ giảm thêm khoảng tầm 500-600 cho mã 65 inch, 65C845 này. Đấy, với 65 và 75 thì nó sẽ có cái dịch vụ bảo hành VIP, một đổi một trong 6 tháng luôn. Đấy, với cái phiên bản C845 này thì chỉ có hai kích thước thôi nhé, 65 inch và 75 inch. Ngoài những cái mã QLED của 2023 thì sẽ là một số mẫu của năm 2024. Đấy, bao gồm các cái mẫu sử dụng công nghệ màn. Đấy, màn này là màn có cái giải màu rộng đạt tới 93%. Con này là con P755 Pro 65 inch. Thì phiên bản 65 inch nó sẽ có là gì, có giá sau khi mà chạy chương trình áp dụng đợt này về còn 11 triệu 500 thôi. Mẫu này là mẫu thay thế cho con P745 của năm trước, và đầu P thì sẽ có cái giải màu, cái công nghệ hiển thị màu nó thấp hơn một chút so với cả đời C. Đấy, đời P này thì sẽ là hiển thị 93% giải màu, còn QLED ấy, QLED thì nó sẽ là 100%. Đấy, cái khác biệt nó cơ bản là như vậy. Đối với P755 của 2024 này thì sẽ vượt trội hơn. Năm nay thì nó sẽ có thêm cái loa, loa súp lớn đặt ở phía sau lưng so với cả cái đời của 2023 nhé. Phiên bản 65 inch bán với giá 11.490, phiên bản 75 inch bán với giá 15 triệu. Đấy, thì các bác hình dung là P755, đầu P sẽ thấp hơn so với cái đầu C. Đầu P là chưa có công nghệ màn chống lượng tử, và đối với cái mẫu này của năm 2024 ấy thì nó sẽ khác, nâng cấp hơn so với cả của 2023 là con P745 năm trước ấy, là có thêm cụm loa này. Google TV trợ lý ảo dành tay, có bộ nhớ 32GB và hệ điều hành có hệ thống các chương trình, các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ. Thì P755 cũng hứa hẹn là một trong những mẫu sẽ được lựa chọn rất là nhiều. Con này thì năm nay vào đầu năm học thì bên em bán khá là chạy. Đấy, các cái hệ thống các trường học lắp đặt, bởi vì nó có cái công nghệ trình chiếu nội dung từ laptop, từ máy tính để bàn lên, không cần phải cắm dây HDMI. Đấy, 75 inch bán giá 14.990 nhé. Còn 55 inch thì đang bán với giá 8.990. Đấy, thì những cái mẫu mà em quay hiện tại của TCL thì đều chạy hệ điều hành Google TV hết, tất cả các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ, nhưng nó sẽ khác nhau về chip xử lý, khác nhau về tần số quét 120Hz hay không, có loa Onkyo ở phía sau lưng hay không. Đấy, và đối với một số các mẫu đời P thì nó chỉ thua kém so với cả đời C là chưa có hiển thị giải màu 100% thôi. Còn về cơ bản màu sắc và cái chất lượng hình ảnh ở trên đời P của năm 2024 này thì rất là trong hình và sắc nét rồi. Tất cả sản phẩm các bác mua hiện tại thì đều mới nguyên hộp, bảo hành chính hãng 25 tại nhà. Riêng đối với C845 các bác mua trong thời điểm này thì sẽ có dịch vụ bảo hành VIP, một đổi một trong 6 tháng nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Bên em sẽ ship toàn quốc, các bác nhận hàng tại nhà, thanh toán, kiểm tra 100% được hỗ trợ trong suốt quá trình các bác dùng.
hỗ trợ trọn đời luôn. Mọi thông tin các bác cần thì có thể gọi về hotline nhé, 0974178556, hoặc là các bác truy cập vào website của bên em. Đấy, website để được hỗ trợ chi tiết. Đây, chương trình này, chương trình dành riêng cho Ecomart. Đây, em đang cầm cái tờ rơi này, cầm cái tờ rơi là cái chương trình này, chương trình của TCL 25 năm, QLED 2024, voucher 500k cho 65 inch, 300k cho 55 inch C655 này. Đấy, đấy, điện máy Ecomart ở km 13, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh. Đấy, đối với cái mẫu mà chạy chương trình giảm giá không có voucher thì giảm khá là sâu. Thực tế là cái chương trình giảm này với sự trợ giá của TCL này thì nó còn giá trị hơn cả hai cái voucher mà chỉ dành riêng cho con C655. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.